Lời tiên tri tháng 7 sẽ có một cuộc đụng độ bằng tàu chiến ở eo biển Đài Loan. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Nửa năm của năm 2022 đã trôi qua, nhưng những tin tức xấu vẫn chưa lúc nào ngưng nghỉ. Dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, suy thoái kinh tế và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng. Vậy, nửa năm còn lại đây, điều gì sẽ xảy ra? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về lời tiên tri tình hình thế giới trong những tháng cuối của năm 2022, bắt đầu từ tháng 7 trở đi của hai nhà tiên tri đương đại là thần đồng tiên tri Ấn Độ Anand và nhà ngoại cảm người Anh Grace Hamilton Parker. Dự đoán cho cuối năm 2022. Anand đã từng nói vào đầu tháng 2 năm nay, thị trường chứng khoán sẽ biến động lớn từ 1 đến 2 tháng. Cuộc biến động này không hề nhỏ, nó không kém gì sự kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đây là dự đoán mà bất kỳ nhà tài chính kinh tế nào cũng sợ hãi. Các chuyên gia phân tích tài chính trung và dài hạn đều cố gắng không nhắc đến vấn đề này. Chuyên gia tài chính Warren Buffett đã từng nói, "Tôi kiếm được nhiều tiền hơn bằng cái mông của mình, chứ không phải bằng bộ não." Nghe thật khôi hài, nhưng Warren Buffett giải thích nó có nghĩa là giữ lại cái mông của bạn ngồi yên, không cần hoảng sợ và mất bình tĩnh theo người khác, bạn sẽ là người cười cuối cùng. Thế nhưng khi những bậc lão làng về tài chính như Warren Buffett gặp thần đồng tiên tri Ấn Độ Anand, thì những lý thuyết và kinh nghiệm này của Buffett sẽ đúng hay lời tiên tri của Anand sẽ hiệu nghiệm? Warren Buffett nói, tôi không biết liệu có tin vào chiêm tinh cổ đại hay không, nhưng Anand nói, tôi cũng không cố tình làm ngược lại cách phân tích của các chuyên gia tài chính. Dự đoán là được làm theo đúng cách tính của chiêm tinh cổ học Vệ Đà. Sự vận động của các thiên thể là luôn chính xác về ngày giờ. Vì vậy, lời tiên tri là đến từ các vì sao, luôn có giờ đinh, giờ mão, một cách cụ thể cho từng sự việc. Anand cho biết trong dự đoán tháng 2 của mình, tử vi Kalasapa ngày 16 tháng 3 năm 2022 là thời điểm quan trọng. Anh ấy khuyên mọi người khoảng thời gian này đừng đầu tư vào thị trường chứng khoán. Vậy, tử vi Kalasapa là gì? Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Lời tiên tri kinh tế của Anand. Nửa cuối tháng 3 năm 2022, thị trường chứng khoán Mỹ có xu thế giảm nhưng vẫn có vị thế cao trên thế giới. Nhưng đến những ngày cuối cùng của tháng 3 đã có dấu hiệu lên xuống mất cân bằng. Ngay khi những người hoài nghi về dự đoán của Anand có thể sẽ không ứng nghiệm, cơn bão phong bả đã tới. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 4. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 59,32 điểm, tức 0,17%, xuống còn 34.862,56 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 29,88 điểm, tương đương với 0,65%, xuống 4.552,76 điểm. Cho đến tháng 4 năm 2022, ngoài phố Wall, 5 thị trường chứng khoán khác ở Mỹ cũng đã tiếp tục lao dốc. Đây là tháng tồi tệ nhất trong những năm khủng hoảng tài chính 2008 cho đến nay. Anand trước đó cũng đã cảnh báo từ tháng 2 năm nay sẽ xuất hiện khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ sau năm 2008. Và lần này, tiên đoán của Anand cũng đã thành sự thật một lần nữa. Nhưng tất cả điều này vẫn chưa tồi tệ nhất vì tháng 6 so với tháng 4 còn thảm hại hơn. Hơn nữa, tháng 5 và tháng 6 còn có xảy ra một loạt các sự kiện khác như lạm phát tăng cao, chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến giá dầu và ngũ cốc tăng. Như tình hình giá xăng dầu ở Việt Nam hiện nay thì bạn biết rồi đấy. Không chỉ chiến tranh mà các chống dịch của các thành phố lớn của Trung Quốc còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Những điều tồi tệ hơn đều xuất hiện. Lẽ nào một cuộc suy thoái toàn cầu đã đến rồi ư? Thị trường chứng khoán lẽ nào rơi vào trạng thái đi xuống dài hạn và chưa có dấu hiệu hồi phục? Anand nói, hãy đợi và lắng nghe tôi một cách bình tĩnh. Anh ấy đã kiểm tra kỹ lưỡng tử vi một lần nữa vào tháng 4 và cung cấp thêm một số tin đoán mới. Đó là khi nền kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái, sẽ có biến cố khác. Vì vậy, những người đầu tư vào chứng khoán, chơi cổ phiếu, hãy nghiêm túc lắng nghe những dự đoán sau đây. Thực tế, từ năm 2021, Anand đã dự đoán vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Một dấu hiệu chiêm tinh quan trọng sẽ xảy ra có tác động đến tình hình kinh tế tương lai. Đó là sao thổ sẽ di chuyển từ chòm sao Mang Kết đến Bảo Bình. Điều này xảy ra cứ 2 năm rưỡi một lần. Điều này là bình thường, nhưng trong lần này đặc biệt hơn. Lúc này, sao thổ và các sao khác hợp thành một chòm sao đặc biệt. Trong chiêm tinh học, gọi điều này là Kalasapa Yoga, hay còn viết tắt là Kalasapa Yoga.
Kanchatruga là một điều kiện chiêm tinh, được hình thành từ tất cả các hành tinh nằm giữa Rahu và Ketu. Rahu được gọi là đầu bữa ăn nhẹ và Ketu là đuôi. Người sinh trong yoga này bị các vấn đề khác nhau và không may mắn. Các Kansap Yoga là một tập yoga sợ hãi có thể làm cho cuộc sống của một người phải đau khổ, bất hạnh. Cụ thể là sao kim, sao hỏa, sao thủy, sao mộc, sao thổ, sao hải vương, sao thiên vương, 7 hành tinh này xếp thành một đường thẳng. Trong chiêm tinh học, hiện tượng các chòm sao xếp thành một đường thẳng là một hiện tượng thiên thể quan trọng. Trên thực tế, đây là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Anna nói rằng khi chòm sao này xuất hiện, thị trường chứng khoán sẽ xuống dốc trầm trọng. Một số quốc gia sẽ khủng hoảng lương thực, năng lượng toàn cầu cũng khủng hoảng. Vì vậy, anh ấy đã chắc chắn sự kiện này sẽ xảy ra vào khoảng thời gian 16 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, khi xem lại tử vi Kalasapa một lần nữa vào tháng 4, Anand cho biết anh đã bỏ qua một số chi tiết. Vì vậy, Anand điều chỉnh lại một số dự đoán trước đây của mình. Anh cho biết mình đã bỏ qua sao hỏa. Như đã biết, sao hỏa cai quản cung Market. Khi một hành tinh khác đi vào khu vực hỏa tinh cai trị, điều này được gọi là khách đến chơi nhà. Những tác động tích cực này sẽ che đậy bản chất tiêu cực của nó. Vì vậy mà thị trường chứng khoán sẽ không rơi xuống đáy ngay lập tức. Anand còn nói sẽ có sự chuyển đổi tài nguyên sử dụng từ lòng đất lên mặt đất khi tài nguyên dầu mỏ từ hóa thạch mà con người khai thác ngày càng cạn kiệt do chiến tranh. Phương tiện động cơ sử dụng thì năng lượng trên mặt đất sẽ được sử dụng ví như gió, mặt trời. Quá trình chuyển đổi này sẽ rất nhanh, nên kế hoạch trong tương lai nếu bạn định mua xe hơi, mua xe máy chạy bằng xăng dầu hoặc đầu tư vào lĩnh vực này là không nên. Còn nói về thị trường chứng khoán, Anand nói nó sẽ suy thoái khoảng 1 năm cho đến năm rưỡi. Đến nửa năm 2023 thì thị trường tài chính mới có thể thoát khỏi bóng tối suy tàn và có dấu hiệu đi lên. Vừa rồi là những lời tiên tri hiện tại của Anand. Tiếp sau đây là lời tiên tri được quý vị chờ mong nhất từ lời tiên tri tháng 7. Sẽ có một cuộc đụng độ bằng tàu chiến ở eo biển Đài Loan. Liệu sẽ như thế nào? Và hiện tại đã là mùng 5 tháng 7 rồi. Tình hình Trung Quốc và chính trị thế giới sẽ như thế nào? Thì ngay sau đây, nhà ngoại cảm người Anh Craig Hamilton Parker sẽ cho chúng ta biết một số tiên đoán của ông. Lời tiên tri của nhà ngoại cảm người Anh Craig Hamilton Parker. Craig Hamilton Parker đã trở nên nổi tiếng khi ông tiên đoán chính xác chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và ông dự đoán cuộc chiến này sẽ kéo dài ít nhất là 2 năm. Phương pháp dự đoán của Parker không giống với Anand. Ông không dùng chiêm tinh mà là nhìn trực tiếp. Trong khí công, đây được gọi là công năng túc mệnh thông. Có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ, hiện tại của một người, một quốc gia, một vũ trụ, một hệ ngân hà. Khả năng cao bao nhiêu thì nhìn thấy rộng bấy nhiêu. Tuy nhiên, với Parker, ông cũng thừa nhận mình chỉ nhìn thấy được những khung cảnh vụn, mảnh vỡ chứ không phải là toàn cảnh sự kiện. Ông ấy sau khi nhìn thấy cảnh nào đó sẽ kết hợp với kinh nghiệm và tình hình thế giới hiện tại mà đưa ra dự đoán. Cho nên, sẽ có nhiều sự việc không chính xác tuyệt đối, nên quý vị có thể tham khảo và chờ thời gian ứng nghiệm sẽ có kết quả. Parker tuyên bố gần đây ông đã nhìn thấy một số tàu ngầm, chiến hạm. Điều này có thể liên quan đến tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ có những xung đột lớn trong thời gian tới đây. Sau đây là đoạn video ông nói. I don't think Taiwan's going to be completely invaded, you know, but I do think there's going to be some serious conflict over this, actual real conflict, not just political conflict. I feel that, you know, I see something. Yeah, I was seeing something about a submarine. I saw something like this before. Ông ấy không biết tàu ngầm ở đâu và của ai. Ông ấy đoán là ở vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, Parker rõ ràng rằng nó là xung đột giữa Trung Quốc và lực lượng bảo vệ Đài Loan. Trung Quốc sẽ không thành công trong việc đánh chiếm Đài Loan. Parker cũng nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại là Biden sẽ phải vượt qua một cuộc khảo nghiệm làn sóng của dư luận để chứng minh mình là một người tự chủ, cứng rắn, khỏe mạnh, không bị thao túng. Vì vậy, rất có thể Biden sẽ làm ra một hành động nào đó trong thời gian tới để chứng minh mình khỏe mạnh. Parker cũng nói người đàn ông béo của đất nước Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sớm có một cuộc thử vũ khí hạt nhân mới. Parker nhìn thấy tên lửa mới của Triều Tiên trên bầu trời. Như bạn đã biết, Kim Jong-un khẳng định rằng ở Triều Tiên không có dịch bệnh. Tuy nhiên, ở những nơi như Nam Cực, vùng Everest, người ta cũng tìm thấy virus corona. Nhưng người đàn ông béo vẫn khăng khăng Triều Tiên vẫn an toàn với dịch bệnh.
Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, đất nước 26 triệu dân Triều Tiên đã có 18% số người phát sốt. Dịch bệnh có xu hướng lan rộng, nhưng khắc nghiệt là Triều Tiên là một trong những quốc gia không ai được tiêm chủng. Giải pháp mà họ đưa ra là phong tỏa cả nước. Người đàn ông béo bắt chước đối tác của mình là Trung Quốc, nên ngoại giới không ai biết về tình hình Triều Tiên. Parker mặc dù không nắm rõ tình hình của Triều Tiên, nhưng ông đã nhìn thấy Kim Jong-un bị ốm. Tôi thấy ông ấy rất ốm, tôi đã thấy điều này, chuẩn bị cho một cuộc thử vũ khí hạt nhân mới. Có vẻ người đàn ông béo đang chuẩn bị cho một cuộc chiến cuối cùng. Parker nói việc thử vũ khí hạt nhân sẽ gây ra một loạt những chuỗi sự kiện khác. Biden có thể nhân cơ hội này làm việc ông ấy muốn. Vậy chính xác nó là gì? Parker nói hành động của Biden sẽ là một lời cảnh báo với Bắc Kinh, nhưng cụ thể đó là gì thì ông chưa rõ. Xâm lược Đài Loan, Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân, Trung Quốc, Mỹ và Nga. Parker nhìn thấy đây là một cục diện chính trị toàn cầu. Thưa quý vị, Parker và Anand là hai nhà tiên tri đương thời có những dự đoán về tình hình kinh tế cũng như chính trị thế giới chính xác nhất trong những năm qua. Họ đã đưa ra lời tiên tri khác nhau về các lĩnh vực, nhưng đều có chung một nhận định về tiền điện tử là không lạc quan. Anand nhấn mạnh tiền điện tử là thứ xấu xa, nó không phải là đồng tiền an toàn để bạn đầu tư. Parker và Anand còn có một điểm chung nữa là họ đều đưa ra những dự đoán ngắn hạn và dễ hiểu. Mọi người đều có thể nghe và chiêm nghiệm. Những điều này có tính tham khảo rất lớn đối với nhiều người làm ăn kinh doanh. Những dự đoán có thể đúng hoặc chưa đúng, nhưng dù sao mọi người chỉ cần chờ một thời gian ngắn là có thể xác minh tính chính xác. Parker cũng nói có những khoảng thời gian ông ấy không chắc chắn lắm, nhưng đối với nghề tiên tri chỉ cần có độ chính xác 70-80% đã là điều rất tuyệt vời. Và dù sao, rõ ràng thế giới cũng đã được chứng kiến nhiều lời tiên tri của Parker và Anand ứng nghiệm. Chủ đề lời tiên tri của Parker và Anand đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đặng Hiểu xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.